VK106 và cái hình thức màu gỗ và rất là đẹp, chân cong và âm thanh thì sao ạ? Là chúng ta cũng nghe là. Vâng, Bolivar là một cái giai điệu cũng rất hay chơi để thử đàn, và em muốn thử với các bạn cây VK106 này thì chúng ta thấy rằng là cây đàn có một âm thanh hết sức là đẹp và rất chuẩn mực của màu sắc Yamaha và rất gần gũi với cái sở thích của người Việt Nam chúng ta khi thích cái màu sắc âm thanh này. Vâng, chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn.
rất tuyệt vời. Hoàn hảo. Vô cùng chắc chắn và tôi nghĩ rằng là về các tính năng kỹ thuật để chơi đàn thì rất là hoàn hảo rồi. Và chúng ta cùng xem cái nắp trên cũng rất là đẹp. Và chữ Yamaha được mà bảo dưỡng lại rất là sạch đẹp như thế này. Và đấy, chúng ta cùng xem bê đàn. Và đây đó cái ngựa này đấy, cái dây được bảo dưỡng lại, cái đầu dây này các bạn nhìn thấy nó không bị gì ăn gì đấy, cái đầu dây này nhìn rất rõ đấy. Ngựa này xuyên lên trên này đấy, nó sẽ vác dần lên đúng không ạ, cái dây nó ngắn dần rất là tốt mà không có vấn đề gì ạ. Đấy, chúng ta nhìn được cái mặt này rất là đẹp đúng không ạ. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái đầu hồi phía trên. Hai các bạn thấy là hay cái chân cong kiểu chân mèo như thế này đấy, rất là điệu. Và có thể nói rằng là cái này mà đặt vào một gia đình nào đó mà có nội thất thiên về gỗ tự nhiên thì rất là phù hợp. Chúng ta cùng xem cái sườn này đấy, body phía trên mặt này, đây cái này người ta làm bong ra để tạo nên cái âm thanh thoát ra từ hai cái khe này. Đấy, các bạn thấy cái bản lề phía trên này được bảo dưỡng rất là kỹ càng. Tiếp theo, đây là cái phần đầu ở bên này cũng rất là tốt đúng không các bạn. Và đấy, bây giờ chúng ta cùng xem cái sabot. Và đây, đây là cái sabot. Chúng ta cùng xem và một cái sabot mà đấy, các bạn thấy độ vang rất là tốt. Độ vang rất tốt như này. Đấy. Và các cái miếng ghép này đấy, hoàn toàn không bị đứt vỡ. Và đấy, rất là yên tâm. Và chúng ta trở về với cái phần cái đằng trước của cái đàn. Và mời các bạn xem các cái chốt pin. Đấy. Đấy. Chốt pin này rất đầy đủ. Đấy là chốt pin. Và về action chúng ta cùng xem cái búa. Đấy, các bạn thấy là cái đầu lông cừu ép này, đấy, từ cái điểm trong này ra này mới lên 2-3 chiều là thấy là đều nhau. Đấy mà nó vẫn còn cong cái hình giọt nước như thế này, nó không bị tù với đầu. Đấy, điều rất là quan trọng. Chúng ta cũng có thể vuốt luôn như thế này để cảm nhận cái độ chắc của cái búa này. Đấy, nó rất là chắc. Chúng ta cùng xem phần action phía dưới. Đấy, các bạn nhìn thấy là đây, bạn thấy ngay là cái dây có trước, cái lò xo này, dạ này, cái da này, đấy, nó cái trục đẩy này, đấy, và nó vào cái da ở đằng trong này. Đấy, cái đó rất là quan trọng. Đấy, tất cả cái đó là đều hiện hữu một cách đầy đủ và có cái độ cũ đều và cũ theo thời gian đều thôi, chứ không có vấn đề gì và không có cái nào quá mới tinh và không có cái nào quá cũ. Và bây giờ mời các bạn xem cái đánh giá. Vâng, cái đánh giá rất là tuyệt vời của cái đàn này là Yamaha VK16 sản xuất năm 1978 với body B, Kia pin A, action A và sabot A. Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu ai đó thích cái màu sắc của VK106 này chắc chắn sẽ ưng cái đàn này. Vâng, không có cái gì để chúng ta phải lo lắng với cái đàn cả. Vâng.